Chào các bạn, cà rốt thì rất tốt đối với tăng da nhé. Hôm nay mình sẽ tiến hành ép nước ép cà rốt cho Mynu ăn. Thì việc đầu tiên là mình sẽ phải gọt vỏ và rửa nó đi. Mynu đang nằm ngoài trời đấy. Hôm nay trời mưa không đi đâu được Mynu nhỉ. Mynu mặc bộ đồ màu đen rất là đẹp luôn. Mynu mình sẽ ép cho cả Mynu và mình uống nó nhé, hai cụ một lần vậy thì mình làm hai cụ. Mynu nhìn đi đâu đây hả, nhìn ra ngoài hả, ngoài trời đang mưa mà. Cho mình sửa rửa rồi, chuẩn bị để ép nha, để cho có muỗng nha. Này mình nấu ăn cà rốt nha. Rồi, xay xong rồi nhỉ. Cháy hết chưa nào? Các bạn, hai củ cà rốt chỉ được tương này nước thôi. Giờ đổ cho em Mynu uống nhá. Mynu lên đây các. Uống ngay đầy trần luôn nhỉ. Được cà rốt ép nguyên chất đấy các bạn. Mình sẽ thử một ít cho Mynu nữa nha. Tí nữa hết ra mình sẽ cho ăn uống tiếp nhỉ. Rồi, đây này, đây này. Đây này, đúng rồi, hoàn. Rồi. Nào, lên mẹ khổ nè. Ôi, Mynu uống ngon quá nhỉ. Mynu mặc một bộ đồ đen rất là đẹp các bạn. Ăn quay ngược lại đấy. Ôi, 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 rất đựng nhiên uống nè. Nghiền luôn. Hai củ cà rốt ép ra được có một ít cho mày nhỉ. Hết rồi các bạn ạ, để mình đổ thêm cho Mynu nhá. Thôi Mynu đã uống hết rồi, để mẹ đổ thêm nhá. Nào nào, đỡ bên như mẹ. Nào rồi đây. Này con cầm nó đi. Ôi vứt à, biết không có gì cả. Uống hả? Thích uống kiểu này hả?
Thôi để bú đi nha, bú khỏi đồ nhá. Nè, cầm. Nào, đây đây mẹ, mẹ lên cho. Rồi, ngựa vào trong đây rồi. Đúng rồi. Đây. Ủa, coi chứng. Thôi, đây mẹ đưa lên cho. Còn nữa không? Thêm nửa bình nữa mà gần hết được các bạn. Còn nào? Còn nào? Không hả? Mình uống quần nè các bạn. Nó làm gì đấy con? Ui chú thấy mình ở trong. Thấy đồ ở trong muốn lấy đấy. Ui tệ chứ. Hả? Này Mynu vừa chơi vừa uống này các bạn. Hết rồi. Rồi, con chơi đi. Con chơi đi. Chơi đi. Hả? Sao? Làm gì đây?